Khởi nghiệp nếu thiếu tầm nhìn sẽ dễ dàng thất bại. Một nhà lãnh đạo giỏi phải là người có tầm nhìn. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp xác định được mục tiêu, phương hướng và trụ vững trên thương trường. Để có được thành công trong cuộc sống, bạn không nhất thiết phải có trong tay tấm bằng đại học hay là đứng tốt đầu. Thực tế, xã hội cho thấy ngày nay các doanh nhân thành công có xuất phát điểm từ các tầng lớp xã hội khác nhau. Khởi nghiệp là điều không dễ dàng vì thành công thì vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố Tuy nhiên tầm nhìn là yếu tố quyết định và tiên quyết để xây dựng một doanh nghiệp thành công. Một Airbnb, xây dựng sản phẩm dịch vụ để khách hàng yêu mến. Là một trong những công ty khởi nghiệp hàng đầu của Mỹ, Airbnb cung cấp dịch vụ với mô hình kết nối người cần thuê nhà, thuê phòng nghỉ với những người có nhu cầu cho thuê trên khắp thế giới thông qua ứng dụng trực tuyến trên di động. Vào năm 2008, khi công ty đang trong giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn, Paul Graham, người sáng lập quỹ đầu tư nổi tiếng e Combinator, đã khuyên Brian Chesky, CEO của Airbnb, rằng thay vì xây dựng một sản phẩm mà mọi người thích thú thoáng qua, hãy tập trung xây dựng một sản phẩm khiến mọi người thực sự yêu mến. Ông giải thích nếu mọi người yêu mến sản phẩm của bạn, họ sẽ giới thiệu sản phẩm đó cho bạn bè và người thân. Nhờ đó, bạn sẽ tạo dựng được nhóm khách hàng nhỏ nhưng trung thành Việc tiếp thị thông qua truyền miệng cho sản phẩm hoặc dịch vụ đóng vai trò quan trọng và hiệu quả hơn bất kỳ cách tiếp thị nào khác. Điều này đủ để thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng và phát triển lên tầm cao mới. Hiện nay Airbnb là công ty khởi nghiệp đứng thứ hai thế giới chỉ sau Uber với giá trị định giá lên tới 31 tỷ đô. Thứ hai, Uber luôn nghĩ đến việc giải quyết vấn đề của khách hàng Uber là dịch vụ gọi xe đứng đầu toàn cầu. Có thể nói rằng Uber là một trong những startup thành công nhất trên thế giới hiện nay. Để đạt được thành công rực rỡ như vậy thì Uber luôn đặt vị trí của mình dưới góc nhìn của khách hàng để tìm hiểu nhu cầu, cố gắng giải quyết thông qua các dịch vụ hoặc là sản phẩm của họ, cung cấp cho khách hàng một giải pháp toàn diện, đáng tin cậy giúp việc di chuyển hàng ngày của họ trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn có ý tưởng thì hãy chắc chắn rằng bạn phân tích ý tưởng đó và nghĩ về cách mà nó có thể giải quyết vấn đề cho khách hàng, nhất định bạn sẽ thành công. Thứ ba là Atlassian, tỉnh táo đúng thời điểm. Atlassian là một công ty phần mềm nổi tiếng về lập trình các phần mềm kinh doanh với mục tiêu giúp các doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đầu năm 2017, công ty này đã chi 425 triệu đô la để mua một công ty phần mềm kinh doanh có tên là Trello. Khi biết được doanh nghiệp này chính là đối thủ cạnh tranh của họ. Tuy nhiên, trước khi đối thủ chưa kịp vượt lên và thống trị thị trường thì Atlassian đã nhanh hơn và mua lại Trello. Đây chính là bí mật thành công của Atlassian, xác định tầm nhìn, tỉnh táo để nắm bắt cơ hội và giành chiến thắng. Ba câu chuyện là ba góc nhìn khác nhau về tầm nhìn trong khởi nghiệp. Ai cũng muốn nhanh chóng thành công. Thế nhưng hãy hết sức cẩn thận và chắc chắn rằng khi bạn đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của mình, bạn đã xem xét dưới góc nhìn đa chiều để rồi từ đó đề ra một tầm nhìn, một chiến lược để duy trì công ty và phát triển nó. Và nhờ chuyện khởi nghiệp của các ông lớn mà tôi nghiệm ra là thành công thì không nhờ vào tiền nhiều hay là ý tưởng hoàn hảo mà phụ thuộc vào điều này.